đến 15 triệu là rất là bình thường luôn. Bạn phải có thêm một ngôn ngữ nữa, khả năng thăng tiến của bạn rất là cao luôn. Đồng hành cùng mình hôm nay chính là Đan đến từ trường Đại học Tài chính Marketing. Chào tất cả các bạn, mình được bạn Quế mời đến đây để giới thiệu cho các bạn về trường đại học của mình cũng như là chuyên ngành mình đã học. Mình đến từ trường Đại học Tài chính Marketing, khoa Tài chính Ngân hàng, chuyên ngành thuế hải quan. Trong những năm gần đây thì cái ngành học hiện tại của mình nó đang càng trở nên hot hơn và tỷ lệ chọi ở tất cả các trường đều tăng. Và mình cảm thấy cũng khá là may mắn khi mình đã chọn và đi theo con đường này, cũng là quyết định sáng suốt. Cũng dễ hiểu thôi, tại sao cái ngành này nó lại đang hot lên như vậy? Vì cái việc nhập khẩu của nước mình càng ngày càng có nhu cầu nhập khẩu càng cao, ví dụ như nhập khẩu iPhone, xe máy hay là bánh kẹo từ các nước Mỹ nhập hàng về nước mình. Nó giúp nước mình nâng cao được cái đời sống cho người dân. Đó là một cái giá trị rất lớn mà cái ngành xuất nhập khẩu mang lại. Tương tự như vậy thì đối với quy trình xuất khẩu thì ví dụ như ở Việt Nam mình muốn xuất khẩu lúa gạo hay là mặt hàng may mặc, giày dép gì đó thì để xuất được thì mình phải trải qua một cái quy trình dài. Một quy trình dài trong đó có nhiều khâu và tất nhiên thì để sẽ mang lại giá trị kinh tế cũng như phát triển, đem lại thu nhập cho đất nước. Đang có thể nói là trong cái chuyên ngành này thì mình sẽ được học nhiều về những cái vấn đề gì? Mặc dù chuyên ngành của mình đó là hải quan xuất nhập khẩu, nhưng mà khi mà vào năm nhất, năm hai thì các bạn sẽ học thêm một chút về bên kinh tế, tài chính, để giống như kiểu như là để cho các bạn có nguyên một cái kiến thức nền luôn. Ví dụ như sau này mình không có đi đúng cái định hướng về cái chuyên ngành xuất khẩu thì mình vẫn có thể làm những cái công việc liên. Mình sẽ giới thiệu sơ cho các bạn về một trong những môn học mà mình cảm thấy nó rất là quan trọng trong 4 năm đại học của mình. Những môn này thì các bạn sẽ học chủ yếu ở năm tư đại học. Các môn chuyên ngành của mình ví dụ như là môn phân loại hàng hóa nè, xuất xứ hàng hóa, thủ tục hải quan điện tử. Môn phân loại hàng hóa thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn là cái mặt hàng của các bạn nhập hoặc xuất á, thì nó sẽ thuộc mã hàng nào, danh mục hàng nào, nhóm hàng nào. Rồi môn xuất xứ hàng hóa thì nó sẽ cung cấp cho các bạn kiến thức để xác định được cái mặt hàng đó vì sao nó được áp vào xuất xứ ở Việt Nam, vì sao nó lại được áp vào xuất xứ Trung Quốc. Rồi môn thủ tục hải quan điện tử thì nó là một môn rất là quan trọng, tại vì hiện nay là 100% Việt Nam đang áp dụng thủ tục hải quan điện tử và không còn làm hải quan giấy nữa. Cho nên môn này thì nó sẽ giới thiệu cho các bạn về quy trình luôn, toàn bộ quy trình để bạn thực hiện một cái thủ tục hải quan nhập xuất nhập một mặt hàng nào đó bằng trên phương thức là điện tử. Những cái môn học của mình ở trường của mình thì đặc biệt là sẽ học tín chỉ, học theo tín chỉ, mà những môn chuyên ngành thì chủ yếu là sẽ học 2 đến 3 tín chỉ là sẽ xong cái môn đó. Thì Đan thấy là môn nào khó nhất? Mình thấy chắc là môn thủ tục hải quan điện tử là khó nhất, tại vì nó thay đổi liên tục theo pháp luật Việt Nam, mình phải update liên tục, giống mình như mình phải có kiến thức về cái pháp luật của Việt Nam, những cái quy định đúng rồi của những Việt cái Nam. Văn bản, những cái quy định mới của nhà nước, là ví dụ thời điểm hiện tại bạn học thì nó như vậy, nhưng mà một năm sau là nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Kiểu là mình vừa làm vừa cập nhật thêm những cái pháp luật, những cái quy định. Đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ bước vào phần 2, đó chính là phần việc làm và thu nhập. Làm hải quan thì rất là khó, nhưng mà cái cơ hội việc làm ở bên ngành xuất nhập khẩu thì đang rất là, có thể nói là 100%, bởi vì cái nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta đang tăng rất là cao. Để thêm là khi mà các bạn cầm được tấm bằng của trường chuyên ngành của mình trong ta thì sẽ không sợ bị thất nghiệp. Thậm chí là các bạn ở chuyên ngành khác, ví dụ như ngân hàng hay là tài chính, cũng có thể nhảy vào làm chuyên ngành của mình, tại vì cơ hội việc làm của ngành này rất là tốt. Thì cái công việc cụ thể của chuyên ngành này là cái gì, Đan có thể chia sẻ không? Ví dụ như mình sẽ nói, ví dụ bây giờ bạn có nhu cầu sẽ nhập khẩu một mặt hàng nào đó, ví dụ như iPhone đi, thì để mà nhập khẩu được từ cái nguồn, tìm được nguồn hàng cho tới mà giao được
sản phẩm iPhone về tới tay người tiêu dùng á, thì nó là một nguyên một cái dây chuyền rất là dài, thì các bạn sẽ làm một trong những mắt xích trong dây chuyền đó. Ví dụ như cái công việc là sẽ có bạn là sẽ trách giá cước với hãng tàu, rồi book tàu, các một bạn thì sắp xếp lịch, còn một bạn thì sẽ khi nhận được hàng từ tàu chuyển về thì sẽ làm thủ tục hải quan ở cảng, rồi để lấy được hàng ra khỏi cảng, rồi một bạn thì sẽ vận chuyển từ cảng về tới tay của doanh nghiệp để phân phối cho người tiêu dùng. Rồi có một số bạn thì làm về sale, thì sale thì ở đây sẽ có sale cước cho hãng tàu và sale cước của đại lý. Thì bây giờ chúng mình sẽ đi đến phần cuối, đó chính là phần thu nhập của cái ngành này. Thì Đen thấy sao? Phải nói là cái ngành này là một trong những cái ngành có thu nhập ổn định nhất mà mình tìm hiểu. Theo mình tìm hiểu thì các bạn mới ra trường thường là sẽ đi làm sale và cái lương cứng nó đã đến 5 triệu rồi. Còn thu nhập thêm được bao nhiêu là tùy vào cái năng lực của mình, thì 10, 15, 20 triệu thì cũng có thể trong tầm tay nếu mà mình làm giỏi công việc đó. Theo như mình biết thì các bạn nhân viên giao nhận khi mà mới ra trường thì lương cứng sẽ cao hơn các bạn làm sale. Tại vì cái tính chất công việc của các bạn là sẽ chạy ngoài đường nhiều, phải làm việc với nhiều cơ quan nhà nước nữa, cho nên mức lương cứng mới ra trường của các bạn nhân viên giao nhận là khoảng 7 triệu, và thêm vào đó thì sẽ có những cái khoản tiền bên ngoài về khi các bạn đi làm thủ tục hải quan hoặc là các bạn đến liên hệ với hãng tàu thì sẽ có những cái mức tiền bên ngoài công ty trả thêm nữa. Còn về thu nhập về thu nhập của Đan thì như thế nào? Thu nhập của mình đó là nhân viên chứng từ thì lúc mình mới ra trường thì khi đó mình chưa có kinh nghiệm gì hết, thì mình sẽ thu nhập của bản thân mình nhớ là khoảng 5 triệu cho tới 6 triệu lúc mới ra trường. Thì khi đó mình hoàn toàn ở tâm thế là đi học hỏi để có thêm kinh nghiệm để sau này cho bước tiến dài. Còn lộ trình phát triển của bản thân thì tất nhiên là sẽ khi bạn làm được 1 năm, 2 năm thì phát triển bản thân nhiều, kinh nghiệm bạn nhiều thì bạn sẽ làm được ở những công ty có mức lương từ 10 cho tới 15 triệu là rất là bình thường luôn. Còn có những bạn làm việc lâu năm hơn, các anh chị làm việc lâu năm hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, làm ở cấp độ quản lý thì lương sẽ trên mức đó nữa. Vậy thì cái thu nhập cao nhất của Đan từng có là bao nhiêu? Thu nhập cao nhất của mình là 12 triệu. 12 triệu. 12 triệu đó là mình làm bao lâu thì mình có được thu nhập đó? Thì khoảng cũng giống như Nguyễn Tân, mình hiện tại là khoảng bạn làm khoảng 2 năm là 2 năm. 2 năm thì từ 6 triệu lên 12 triệu, khá là nhanh. Đó cũng gọi là may mắn, cho nên mình mới có rất là nhiều yếu tố. Nhưng mà yếu tố quan trọng nhất là do bản thân mình phải cố gắng đi học. Sau khi ra trường mình phải cố gắng mình học hỏi nhiều kinh nghiệm để mình có thể tìm được công việc đáp ứng được mong muốn của mình là lương cao hơn. Đang có cái chia sẻ hay là lời khuyên gì cho các bạn không? Lời khuyên của mình rút ra đúc kết được sau 2 năm đi làm và 4 năm học đại học của mình đó là thiệt sự thì kiến thức chuyên môn và kiến thức chuyên ngành của bạn thì cũng không cần quá xuất sắc. Bạn có thể học hỏi, bạn có thể tích lũy, nhưng mà cái quan trọng để bạn kiếm được tiền đó là khả năng Anh văn, khả năng ngoại ngữ. Và tất nhiên là hiện tại là không chỉ là tiếng Anh bạn phải giỏi, mà khi bạn đi làm sau này thì bạn phải có thêm một ngôn ngữ nữa cho bản thân thì khả năng thăng tiến của bạn rất là cao luôn. Tức là ngoài tiếng Anh ra thì có thêm tiếng Nhật hoặc là tiếng Hàn hoặc tiếng Trung. Tiếng Trung. Để khi mà bạn đi làm ở các công ty thì tại vì hiện tại ở Việt Nam không chỉ có người Việt Nam làm ở Việt Nam mà có rất là nhiều người nước ngoài ở Việt Nam. Hầu như là bạn phải làm việc với rất là nhiều người nước ngoài, trong đó có người Nhật, người Hàn, người Trung Quốc hoặc là người ở các anh chị ở đất nước khác. Nhớ nha, nhớ là còn phải có tiếng Anh nha, không những tiếng Anh là mà còn phải có những cái tiếng khác nữa. Đó là kinh nghiệm xương máu của mình. Thì cái video clip tới đây nó cũng đã kết thúc rồi. Rất mong các bạn có thể đưa cái video clip này đến tay những cái bạn nào cần thiết. Nhớ like và subscribe cho tụi mình nha.